chúng nó huy động cả xe chuyên dụng, cả vòi rồng đến. Nó chỉ cần một cái lệnh thôi. Một cái lệnh thôi là có thể dập chết. Nhưng mà trong những cái giờ phút như thế, chúng nó, nếu chúng nó không thể vãn hồi được trật tự thì cũng là cái mồ chôn của chúng nó. Chúng nó rất là quái. Và những cái, tôi xin lỗi những cái thằng an ninh, những cái thằng tay sai cho chế độ, hãy nên nhớ, hãy nhìn tấm gương của thằng an ninh bị ngã vật ra như một kẻ trộm chó tại sân ủy ban dân huyện. Lương ba cọc ba đồng, lúc mà bị làm sao thì chúng mày là người gánh chịu. Cả thằng Giáp nữa. Cái thằng Giáp là cái thằng mà dùng xà beng đập tượng, bậy tượng ông Thánh Du Xe. Tôi luôn cổ suý, tôi vẫn nói tôi cổ suý cho vấn đề bất bạo động. Đấu tranh bất bạo động là con đường duy nhất đến tự do. Nhưng nhà cầm quyền này, nhà cầm quyền này đã sử dụng hành động bạo lực, kích động tôn giáo, xúc phạm báng bổ thánh, xúc phạm niềm tin tôn giáo là cái điều ngu xuẩn nhất. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay kể như là đầu năm 2022, xin kính chúc quý vị khán thính giả một năm nhiều may mắn, an vui và tràn đầy sức khỏe. Đề tài sau đây lẽ ra phải được nói từ rất là lâu, nhưng mà gần đây hiện tượng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cho nên chúng tôi cũng cảm thấy có hứng thú trình bày với quý vị. Hồi năm ngoái đó, vào khoảng tháng 5 2020 đó, chúng tôi có làm một cái video mang tên là Niềm Vui Cuối Đời, nêu ra một số kênh, một số nhóm các bạn trẻ đã tiếp ứng với chúng tôi trong cái việc nhận rõ cái thế lực nội thù ở trong đất nước. Đó là vì lần đầu tiên chúng tôi nghe trong nước, ngoài cái kênh của cô Trần Ly ra đó, còn có một số người khác đề cập đến cái chữ Vatican như là một trong những cái đối tượng phá rối an ninh trật tự ở Việt Nam. Đó là cái kênh Vũ Quang là một nè, rồi kênh anh Doãn Như Lân là hai, thì còn có thể có những cái kênh khác mà chúng tôi chưa được biết. Nhưng đó chỉ là nêu lên, nêu tên thôi, một cách chung chung thôi. Thì dù sao chúng tôi cũng rất vui mừng đã có cái hiện tượng chỉ thẳng tên của một cái thế lực mà chuyên phá hoại đất nước chúng ta để giành cái quyền lãnh đạo. Thì trước đây, từ khi mà thống nhất đất nước năm 1975, cái vấn đề thù nghịch đã được xếp lại và niêm phong. Cho đến nhiều người mà lớn lên trong cái thời gian này đó không biết chiến tranh là gì và cũng không biết ai là cựu thù gì cả. Tức là tất cả mọi người sống trong cái thời gian an bình, độc lập, thống nhất. Nhưng mà cái chuyện nó rất là oái oăm, là cái kẻ thù như là Pháp và Mỹ ngày xưa đó thì đã trở lại giao hảo với nước ta, thành bạn bè quốc tế. Nhưng mà cái thế lực đen, cái những cái con đẻ của giặc đó, đó thì lại ở lại trong nước, mà họ vẫn luôn nuôi lòng thù hận. Vì ngày xưa đó họ có quyền thế, họ hống hách dựa vào cái uy thế của những cái giặc ngoại xâm. Ngày nay á, họ không còn cái chỗ để mà ẩn núp, họ phải dần dần ra mặt. Họ làm dân oan, họ làm những nhà tranh đấu, đòi dân chủ, nhân quyền. Đó là những cái từ khóa trong cái chiến lược diễn biến hòa bình của ngoại nhân họ xúi dục, hoặc là họ lợi dụng. Những cái người này biến thành cái kẻ nội thù trong đất nước của mình. Họ là ai? Xin quý vị xem những cái tấm hình biết nói sau đây thì bạn sẽ có câu trả lời chính xác. Như là cái hình đầu tiên đó, đó là cái status của linh mục Du Xe Phạm Ngọc Cường trong cái thời đại dịch Covid gần đây đó. Quý vị đọc xem, ông ấy nói như thế này: Cộng sản đã vào trong sân nhà thờ Chúa Cứu Thế Sài Gòn để phát khẩu trang. Không biết cha Bích và cha Lâm có biết chưa? Mở ngoặc, ảnh chụp hôm nay tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi là Du Xe Phạm Ngọc Cường, xóm giáo 1, phản đối việc Cộng sản vào sân nhà thờ để phát khẩu trang. Xin người Công giáo chia sẻ mạnh và mạnh nhé. Chúng ta thấy ông linh mục này kỳ thị chính quyền. Khi chính quyền Cộng sản gửi thanh niên đến chăm sóc sức khỏe cho dân, thật là hết sức ngược ngạo. Cái lời lẽ như thế này là cái lời dạy của một tôn giáo hay sao?
Còn cái hình kế là chúng ta thấy ông Linh Mục Đặng Hữu Nam đứng gần cái tấm biển ở một cái nhà thờ nào đó tôi quên rồi, nói là cái tấm biển nói rằng chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ, ác nhân cai trị, dân oán than. Xin lỗi, đây là những lời răn dạy của tôn giáo hay sao? Trong cái tấm hình kế chúng ta thấy một số những bà đứng trước nhà thờ, có lẽ là cái hội của các bà, cầm cái tấm bảng đàn áp tôn giáo nằm trong bản chất cộng sản. Có phải hội các bà ở nhà thờ bị xúi dục chống đối nhà nước hay không? Đây không phải là một cái nghi thức tôn giáo gì cả. Bây giờ tới cái hình thứ ba, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong làm cái gì đây? Ở trong nhà thờ, quý vị coi, họ để những cái tấm bảng là phản đối an ninh mạng. Cái đó có phải là bài giảng tôn giáo không quý vị? Cái đó có phải là nghi lễ của tôn giáo không quý vị? Phản đối cho thuê đất cho Trung Cộng dù chỉ một ngày. Rõ ràng là ông này mượn cái nơi mà nhà thờ để mà tuyên truyền chính trị, vận động chính trị không à? Đó rồi kế cái hình đó, Nghệ An thắp nến cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm. Ở đây là một nhóm người con nít đàn bà phản đối chính quyền, Nghệ An bắt giam thầy Tỉnh. Không biết mấy đứa này đã biết thầy Tỉnh bắt giam làm cái gì không. Đứa nào cũng bây giờ các ông linh mục làm quan tòa hết, phản đối bắt người này, phản đối bắt người kia, và cho con nít nó cầm những cái biểu ngữ như thế đó. Mà trong lúc đó quý vị tranh đấu cho nhân quyền, mà quý vị ép mấy cái đứa bé như thế đó, ép từ cái hồi mà nó mới sanh ra là ép nó rửa tội theo đạo rồi. Đấy, chúng tôi luôn đồng hành cùng các tù nhân lương tâm. Đấy, quý vị dạy giáo dân những cái câu như thế đó, có phải là quý vị hành đạo hay sao? Cho nên chúng tôi phản đối quý vị, và phản đối chung cái giáo hội là vì ở trên quý vị không có ai lên tiếng, ở dưới quý vị cũng không có ai lên tiếng. Vậy thì khi chúng tôi nói chung là cái tôn giáo của quý vị làm những cái chuyện đó, thì quý vị đừng có nói là tự do tôn giáo. Cái này quý vị làm như thế này đâu phải là tôn giáo. Tôi chứng minh từng tấm ảnh cho quý vị xem, là những cái biểu ngữ hay là những cái hoạt động gì mà quý vị đem vào trong nhà thờ làm đó, nó không phải là tôn giáo. Mà quý vị biến cái nhà thờ làm cái sào huyệt để mà hoạt động chính trị thì đúng hơn. Có ai muốn tranh luận với tôi về cái điều này hay không? Còn những cái hình ảnh kế này quý vị xem, thắp nến họ cầu nguyện là cái gì đây? Họ đòi cái gì đây? Công lý, sự thật cho luật sư Lê Quốc Quân. Đấy, toàn là tranh đấu cho những cái người mà hoạt động chính trị. Vậy thì quý vị làm cái gì? Những cái này đâu phải là nghi lễ tôn giáo, những cái này đâu phải là hoạt động tôn giáo. Quý vị mặc áo linh mục, quý vị vận động giáo dân, vậy thì quý vị là ai nếu không phải là giáo hội công giáo? Nếu quý vị làm sai cái đường giáo hội công giáo, thử coi cấp trên quý vị có bắt quý vị lột áo hay không. Do đó là khi mà chúng tôi nói đạo của quý vị là cái hàm ý là cái hoạt động chính trị mà quý vị ẩn dưới cái lớp tôn giáo, chứ không, chúng tôi không có đá động chứ tới cái lãnh vực tôn giáo của quý vị. Quý vị đi nhà thờ có ai nói gì không? Đi nhà thờ mà quý vị giảng những cái điều quyền quyển hoặc kinh thánh, chúng tôi cười thôi chứ đâu ai cấm quý vị đâu. Do đó nếu chúng ta cộng lại những cái hình ảnh này, cộng lại những cái hoạt động này chúng ta nói, thì chúng ta không phải là nói tôn giáo, chúng ta không có động tới tôn giáo, mà đây là những cái hoạt động chính trị của họ. Họ đội lốt cái tôn giáo, họ ẩn núp trong nhà thờ, họ mượn cái nhà thờ làm cái bản doanh để mà hoạt động. Do đó quý vị đừng có nghe ai nói, mà hễ chúng ta nói động tới họ là họ nói ở đây có tự do tôn giáo. Thưa quý vị hoặc là lầm lẫn, hoặc là cố tình bao che cho họ, họ bịt miệng chúng ta mà chúng ta không biết. Đấy, hai ba cái hình này là do Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chủ trì đấy nhá. Chuyên môn là kiếm chuyện không à?
Tóm lại là những cái hình ảnh quý vị thấy đó, quý vị có đồng ý rằng cái công giáo này nó họ nuôi thù dưỡng hận, họ kích động hận thù, cầm đầu các cuộc phá rối trị an trong nước, có phải đúng như vậy không? Trong lịch sử, thế lực đen này đã làm gì để cho nước ta lâm vào cảnh khốn cùng, chết đói 2 triệu người và đã can thiệp để cho hết Pháp đến Mỹ thay nhau đè đầu chúng ta, bóp họng chúng ta cho nghèo đói thêm 30 năm nữa sau chiến tranh. Nếu quý vị nào muốn tranh luận với chúng tôi sẽ đưa cái bằng chứng cho. Mấy cái tấm hình trên chỉ là tiêu biểu thôi, không phải là tất cả. Đã có không biết bao nhiêu bài giảng của nhiều linh mục Việt Nam phát tán trên mạng toàn cầu, châm chọc, chửi rủa, chê trách, mai mỉa, vu khống chính quyền đủ điều, không thể nào kể hết. Xin quý vị xem sơ sơ một vài bài giảng của các linh mục như sau. Chúng tôi chỉ lấy có 3 linh mục trong số rất là nhiều linh mục có những cái bài giảng mà tôi không thể nào kể hết. Có lẽ là cô Trần Ly cổ có thể cổ biết nhiều hơn, cổ bởi vì cổ cố tình cổ phản biện những cái bài giảng của các linh mục, thành ra cổ nắm vững những cái tên của các linh mục nhiều hơn. Nhưng mà tôi chỉ lấy đại khái là 3 linh mục, thí dụ như linh mục Nguyễn Văn Khải. Chúng ta hãy đọc một vài cái tựa bài, cái tựa video mà ông nói giảng như thế này. Đảng Cộng sản là đảng cướp, chính quyền Cộng sản là chính quyền cướp. Linh mục Nguyễn Văn Khải nói về sự tàn độc của những người Cộng sản Việt Nam. Đó là cái video khác. Linh mục Nguyễn Văn Khải nói chuyện trong ngày Quốc hận 2018. Đấy, toàn là những cái đề tài chính trị vu khống bịa đặt. Rồi tới đây là cái những cái video của ông linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, 30 tháng 4 ngày tang thương. Đấy, có phải xuyên tạc không? Rồi linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong tiếp tục công kích hiện tình chế độ Cộng sản. Còn cái đề tài nữa, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong tuyên bố đã đến lúc chúng ta cần phải hành động. Hành động cái gì đây? Nguyễn Ngọc Nam Phong chính thức tuyên bố cần loại trừ thể chế khuyết tật ghẻ ngứa. Đấy, quý vị nào nói là tôn giáo nào cũng dạy điều tốt, quý vị làm ơn nghe dùm. Nghe thử coi những cái đề tài này có phải là những cái đề tài tôn giáo hay không? Hay là những cái bài dạy sống tốt của tôn giáo hay không? Có phải là nghi lễ của họ hay không? Rồi tới phim linh mục Đặng Hữu Nam cũng có mấy cái bài như là bài giảng chấn động Ba Đình. Họ dùng những cái chữ như vậy đó, chấn động Ba Đình. Đấy, không biết chấn động như thế nào. Mỗi một lần chúng tôi nói cái gì, quý vị nói tôn giáo nào người ta cũng dạy điều tốt. Bây giờ tôi nói có cái chỗ nào tốt không? Có cái chỗ nào thuộc về tôn giáo không? Linh mục đấy. Rồi bài giảng chấn động của linh mục Đặng Hữu Nam về vụ 39 nạn nhân. Đó là một cái tiêu cực xã hội. Mà đáng lẽ ông cũng có trách nhiệm ở trong đó, là vì mấy người này là trong cái xóm đảo của ông. Rồi bây giờ hãy có chuyện là đổ thừa cho chính quyền. Rồi nào là bài giảng chấn động của linh mục Đặng Hữu Nam làm bộ công an căm phẫn và thức tỉnh bao người. Đấy. Mà không hề có một tiếng nói nào phản đối của Lễ Giáo hội. Trong cái thời gian trước đây đó, chắc bạn đọc còn nhớ những gì mà giám mục Ngô Quang Kiệt phát biểu và giám mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Thái Thành rao giảng, toàn là xiên xẹo chính quyền. Nó thế nào từ giám mục xuống linh mục. Quý vị còn nói cái gì nữa? Còn rất nhiều bài giảng và rất nhiều linh mục, giám mục không thể nào mà kể hết. Cũng xin chú ý rằng tất cả những cái bài giảng này được phát tán trên mạng toàn cầu và không hề có một tiếng nói nào phản đối từ các cấp trên của các linh mục, tức là các hồng y hay là những cái vị tổng giám mục hay là giáo hoàng, không có. Hoặc là hội đồng giám mục ở Việt Nam, không có. Và cũng không có những cái tiếng phản đối từ dưới giáo dân, không có cái một cái cuộc biểu tình biểu dương nào mà chống đối mấy những tiếng nói này hết. Như vậy là họ không thể được gọi là những cái tiếng nói cá nhân riêng lẻ, bởi vì họ nổi lên ở khắp nơi này, tuyên truyền khắp thế giới và được người lãnh đạo tối cao của họ bảo kê bằng cái chính sách thù nghịch với chính quyền Cộng sản. Không thể đem những chuyện cá nhân như nói là cái ông nào đó có công với cách mạng, hoặc là nói bà con tôi hay là bạn người bạn tôi là rất là tốt. Không thể nào mà đem những cái chuyện đó. Bây giờ bạn đem ra được 100 người, 1.000 người thì cũng vậy thôi, là vì những cái hiện tượng mà chúng tôi đã trình bày nãy giờ cho quý vị nghe rồi đó.
Chúng ta không thể nào nói có một cái số người cá nhân đó là tốt, có công với cách mạng, thế là rồi chứng minh là người công giáo tốt, cho đó đừng nói tới công giáo. Nói như thế là bị lạc dẫn trong cái lý luận của mình. Ở đây chúng ta đang nói tới những người cầm đầu tổ chức tôn giáo đó, chứ chúng ta không phải đếm những cái người người nào tốt, người nào xấu, người nào hiền, người nào không hiền trong một tôn giáo. Nó hoàn toàn khác nhau, quý vị đã bị lạc dẫn hoặc là quý vị đánh tráo khái niệm. Bởi vì họ có rất nhiều cái tổ chức ở dưới tay họ. Những cái tổ chức này hoạt động trên khắp thế giới dưới nhiều cái danh nghĩa khác nhau, như là Việt Tân, là Voice, nào là nhóm 8406, những cái tổ chức NED của chính phủ Mỹ bảo trợ, vân vân. Rồi quý vị thấy này, mọc lên nào là những chính phủ Nguyễn Hữu Chánh hoạt động từ bao nhiêu năm nay, rồi chính phủ Đào Minh Quân, rồi chính phủ Pháp Định, tùm lum hết. Cộng với các vô số các kênh YouTube tuyên truyền chống cộng, như hiện nay nổi nhất đó là N10 TV của Trương Quốc Huy, rồi nào là Lisa Phạm, nào là Tân Thái, Benny Trương, thì tôi cũng nghe chứ tôi cũng không có, tôi nghe tiếng vậy thôi chứ cũng không có thời giờ để mà theo dõi. Đó, họ tung hết lực lượng lên mạng toàn cầu để chống cộng bằng nhiều cách khác nhau, mỗi một người có một phong thái chống cộng khác nhau. Họ là đều là do ảnh hưởng của nhà thờ cả. Rồi ngoài ra còn có vô số kênh truyền thông khác mang hình thức không chống cộng cực đoan, nhưng các cộng tác viên của họ đều là các con chiên hoặc là những người không hiểu gì về tôn giáo này, thỉnh thoảng đem vào chương trình của họ những cái hình ảnh đẹp của Kitô giáo để quảng cáo, như là khoe là giáo hoàng đi thăm viếng nơi nào đó, rồi bao nhiêu người đón tiếp thế nào đó, long trọng thế nào đó, rồi khoe là nào là giáng sinh lộng lẫy thế nào đó, hấp dẫn như thế nào đó. Đó là cái hình thức giảng đạo, hoặc là tô điểm cho các nhân vật của Kitô giáo trong lịch sử xa xưa, họ là những tội đồ, thì những cái kênh đó quên khuấy đi những cái tội của họ mà toàn là sự ca tụng, tô điểm, gán cho một vài cái tài năng hay gì đó rồi ca tụng, mà phải biết ơn mấy người đó. Thành ra họ biến từ cái mà giặc, họ biến thành cái kẻ để mà cho dân tộc mình mang ơn. Đó là những cái tội ác mà quý vị dân chúng, nhân dân chúng ta cần phải biết. Họ đang sửa xử để làm gì? Họ biến tội thành công, biến quỷ thành thánh. Đấy. Chung quy các hoạt động như thế đều do ảnh hưởng của các tổ chức có tên là tôn giáo hoặc là không tôn giáo, như mà chúng tôi đã chứng minh. Nhưng mà bàn tay đó thì làm toàn là những chuyện âm mưu chính trị không à. Mấy chục năm qua đã có những cái tiếng nói ngang ngược từ phía trong nhà thờ, như quý vị đã thấy đó, những tổ chức làm khổ nhọc cho chính phủ mà chúng tôi không nhớ hết. Bây giờ đây là những cái bẫy của đối phương, những cái bẫy đó như thế nào? Như chúng tôi đã trình bày đó, họ như thế. Thế mà khi mà có một số người như chúng tôi kể tội họ, trình bày cái sự thật của họ, trình bày cái thế lực, những cái kẻ đứng sau lưng cái thành phần tôn giáo lộng hành như thế đó, thì họ lại bù lu bù loa, nào là chụp mũ chúng tôi, nào là chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, xâm phạm tự do tôn giáo đó, là nào là cực đoan hoặc là trái với chủ trương hòa hợp hòa giải của chính phủ đó. Các bạn nghe có lạ không? Qua những cái hình ảnh hoạt động của cái thế lực đen như chúng tôi đã trình bày ở trên đó, mà ta không dám gọi họ là cực đoan, không dám gọi họ là chia rẽ dân tộc, làm náo loạn trị an, rồi lại còn đi gán cho cái người mà trình bày sự thật đó là từ ngữ đó nữa. Vậy tôi không biết gọi những cái người đó là gì cho xứng. Thì đó là chính là những cái bẫy của đối phương. Họ dùng những cái tiếng đó để nhằm bịt miệng sự thật. Và hậu quả là càng ngày càng có nhiều giới truyền thông bị sa vào những cái bẫy đó. Từ rất lâu, truyền thông xã hội không thấy ai mạnh dạn dám lên tiếng hay là phân tích vấn đề rằng tại sao mà chỉ có những người thuộc thành phần công giáo La Mã lại có thể lộng hành như thế. Quý vị suy nghĩ đi. Rồi truyền thông làm ngơ thì thôi,
Thỉnh thoảng lại có những kênh truyền thông lại còn làm ra vẻ nịnh bợ họ nữa. Có một số người lương lại cho phép những cái tín đồ của Công giáo La Mã lên kênh của mình tuyên truyền tốt cho cái đạo của họ nữa. Thế nghĩa là làm sao? Đó, ngoài những cái kênh truyền thông nịnh hót trái ngược như thế, còn có thêm một thành phần cũng tiếp sức cho thế lực đen bằng những cái câu nhẹ nhàng hơn, như là thôi thì cá nhân ai sai thì nói người đó thôi, nào là chính quyền ta biết hết, nào là hoặc là chưa đến lúc chính quyền ra tay. Đó, toàn là những cái câu mà nhằm bịt miệng chúng tôi, không muốn cho chúng tôi nói ra sự thật, phải không? Đấy, những cái câu nói đó thật là vô trách nhiệm, càng làm cho chúng tôi lo âu. Xin thưa rằng ngày nay không có cái khái niệm cá nhân nào nữa, mà là kênh nào, tổ chức nào, bao nhiêu view, bao nhiêu like, thế lực đó bao lớn, ai đứng đằng sau, đó mới là cái khái niệm để những cái thước đo để mà đánh giá cái mức ảnh hưởng của một cái tiếng nói hay là một cái kênh. Chứ quý vị đừng có tự bịt miệng mình nữa. Chính quyền là của nhân dân, mà nhân dân cần phải có kiến thức để làm tai mắt giúp chính quyền. Nếu mà nhân dân để cho địch nó bịt mắt thì làm sao có thể làm tai làm mắt cho chính quyền được. Còn nếu để chính quyền đơn phương ra tay, khi mà địch đi đến chỗ quá trớn thì khi đó các nước ngoài nó lên án chính quyền là không có dân chủ, là không có dân nhân quyền. Nhưng mà nếu đông đảo dân chúng của chúng ta đó đều hiểu biết họ là ai và hăng hái ủng hộ hành động của chính quyền thì và chính quyền cũng không bị nao núng vì có nhân dân ủng hộ. Đó là cái lợi để mà cho nhân dân biết những cái sự thật. Cho nên đã đến lúc người dân chúng ta cần phải thông báo cho nhau những cái sự kiện lịch sử của cái thế lực đen này, cả đến những hoạt động hiện tại của họ, phổ biến một cách công khai và tự tin, không có sợ vi phạm bất cứ một cái luật pháp hay chính sách nào. Bởi vì mục đích tối hậu của tất cả các chính sách hay luật pháp của nước nhà đều quy về là bảo vệ độc lập, thống nhất, bình ổn xã hội và thịnh vượng của đất nước. Địch muốn chúng ta im lặng. Làm sao chúng ta cứ im lặng với những người luôn luôn cố tình phá hoại an ninh và sự đoàn kết của dân tộc như thế? Phải chăng kẻ nội thù muốn chúng ta im lặng để một mình đạo quân thứ năm của giặc nó hoành hành, để được gọi là hòa hợp với họ? Có ai mà ngu như vậy đâu. Trước những cái tuyên truyền ngày một áp đảo từ trong nước ra ngoài nước, liệu nhân dân làm sao tránh được cái sự hoang mang không biết nghe ai? Nếu như trong những cái tuyên truyền xấu độc hay giả dối đó lại kèm theo một vài thông tin tiêu cực có thật, như là chuyện ở đâu đó có những cái băng đảng hoành hành, hoặc là những cái tham quan, hoặc là những vụ học trò cãi nhau đánh nhau, người lớn hành hung trẻ em, hoặc là thầy giáo đánh học trò chẳng hạn, thì chẳng hóa ra là người ta sẽ tin tất cả những cái tuyên truyền khác của họ đều đúng hết. Đó là cái sự nguy hiểm. Và khi mà chúng ta cho toàn dân biết được những cái sự thật của cái nhóm người này thì họ nói gì người ta cũng không tin. Nếu chúng ta không có để cho nhân dân hay là dân chúng hiểu biết gì về lời tuyên truyền của nhà thờ hay là những cái kênh mà bản thân của họ có liên hệ tới nhà thờ hoặc là con chiên, là chúng ta không bao giờ tin. Cả trăm đài của họ chúng ta cũng không nghe. Ví dụ như chuyện 39 người di dân đi lậu qua Anh và bị chết trong thùng lạnh của cái xe hàng, mà cái chuyện đó là tiêu cực xã hội có thật, do những người chính những người trong xóm đạo Công giáo đó móc nối chứ không ai. Thế mà linh mục Đặng Hữu Nam lại đổ hết trách nhiệm cho chính quyền. Đó. Rồi vụ án gần đây á, như em bé 8 tuổi bị mẹ kế đánh đòn cho đến tử vong đó, cũng bị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đổ cho là lý do là vì chính quyền đã coi thường nhân quyền, tiêu cực xã hội này không ai giải quyết này kia nọ, cho nên là nó mới xảy ra trường hợp đó. Quý vị không biết ở bên Mỹ này cũng có những trường hợp mẹ đánh con chết, con đánh cha mẹ chết, rồi bây giờ cái đó là quý vị nói là tại ai? Những con người bất thường như vậy nó ở trong xã hội nào cũng có, và chúng ta cần lên án. Nếu mà những chuyện nó xảy ra mà chính quyền không có lên án, chính quyền không có xử đó, thì quý vị mới nói. Quý vị có muốn tôi đem ra những cái thí dụ bên Mỹ này nó có những cái vấn đề đó hay không?
Nếu mà nói ra thì nó dài lắm. Những cái điều đó ai người ta cũng biết nó là tiêu cực, và ai cũng cùng nhau lên án, chứ không có ai mà đồng ý hết. Thì điều đó có nghĩa là cái vấn đề đó người ta càng ngày càng quan tâm. Nếu mà nó xảy ra thường như vậy thì người ta càng quan tâm hơn. Bây giờ công nghệ thông tin có thì cái chuyện gì á, nó cũng là cái bài học cho người khác. Thì dần dần rồi nó cũng sẽ cải tiến. Chứ không có cái dân tộc nào tự nhiên mà họ thánh thiện cả. Nhưng mà thật ra thì cũng có một vài tiếng nói phản đối lại cái lý luận của ông Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Nhưng mà tôi cho rằng những cái sự lên tiếng nhẹ nhàng như thế đó là cũng giống như những cái làn gió nó thổi qua thôi, rồi sẽ tan. Bởi vì chúng ta cần có một cái sự phân tích hệ thống hơn. Mình phải vạch rõ là họ là nằm trong một cái hệ thống, không có được quyền mà xía vào những cái chuyện tiêu cực xã hội. Họ không có được quyền, và tôi sẽ chứng minh sau này tại sao họ không được quyền. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người